Ờ, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái thuộc tính để uh, trong cái JavaScript object để kiểm tra cái sự tồn tại của thuộc tính trong một object. Rồi, đầu tiên là chúng ta khai báo là một cái object với những cái giá trị là A true đi, rồi B là false đi. Rồi. Thì bây giờ là trong cái JavaScript á, thì nó sẽ có một cái thuộc tính gọi là hash all property. Thì ví dụ như là tôi cần show lock cái... cái thuộc tính này ra với cái cái câu lệnh này có ý nghĩa là à cái object này có chứa cái thuộc tính a hay không nên khi tôi lưu lại tôi kiểm tra thì đây nó trả về kết quả là true có nghĩa là cái thuộc tính a này có giá có tồn tại trong cái object này chứ không phải là cái giá trị của thuộc tính a này đó là cái lưu ý thứ nhất ví dụ tôi đổi lại cái thuộc tính tên là c thì kết quả sẽ chắc chắn in ra là false tại vì thuộc tính c không tồn tại trong cái object này false ừ. rồi thì giả sử nếu mà chúng ta in ra những cái thuộc tính mà nó là một cái kế thừa từ cái object ban đầu thì sao ví dụ như là cái thuộc tính là tool string đây thì nó vẫn là false tại vì nó chỉ in ra cái những cái thuộc tính được khai báo thôi. Cái hàm này nó chỉ kiểm tra trả về true khi cái thuộc tính nó được khai báo trong cái object đó, còn những cái thuộc tính mà kế thừa đó thì nó vẫn mặc định là false. Ví dụ nha, ví dụ như là cái object này đi thì object này to string thì nó vẫn tồn tại. to nó thì nó vẫn hoạt động được nhưng mà nhưng mà khi mà các bạn kiểm tra thì nó sẽ trả về kết quả là phone in ra một hình là phone vậy thì câu hỏi đặt ra đó là ứng dụng của cái hash property này để làm gì ừ. bây giờ thì các bạn có một cái câu cái, cái cái câu lệnh sao cái if statement rồi bây giờ các bạn Viết một cái kiểm tra là A à, bây giờ Muốn kiểm tra là trong object Có cái thuộc tính A không Thì nhiều khi các bạn sẽ viết kiểm tra như thế này Do X Nếu mà không có thuộc tính A Thì các bạn sẽ thực hiện là Do Y Đó thì cái vấn đề ấy, xảy ra là đối với cái thuộc tính A mà nó có giá trị không phải là true form đi. Giả sử nha. Giả sử ở đây là cái thuộc tính A nó đang là giá trị true thì các bạn chạy nó trả về là do x là đúng. Tại sao là do x là đúng? Tại vì cái này nó kiểm tra cái giá trị của cái thuộc tính A chứ không phải là cái kiểm tra cái sự tồn tại của thuộc tính A trong cái object này. Cái này nó vô tình, nó ra kết quả như mình mong muốn thôi, nhưng mà thật sự là sai. Giả sử ở đây tôi đổi lại A có giá trị là null. À, null thì mình nghĩ là a à, nó cái object này nó có thuộc tính A không? Thì th mình mong muốn nó sẽ chạy cái uh, in ra là do x, nhưng thật sự nó sẽ là in ra là do y. Đó, bây giờ là in ra do y vậy thì á, là muốn kiểm tra trong một cái object có cái thuộc tính hay không và không quan tâm giá trị nó là null, undefined hay là false thì mình sẽ dùng gì? mình sẽ dùng cái thuộc tính lúc ban đầu giới thiệu đó là hasOwnProperty rồi thuộc tính bây giờ các bạn sẽ thấy khi tôi chạy thì nó sẽ chạy vào hàm dox bất kể là a có là null hay không đó, vẫn là do it thậm chí tôi để ở đây là a là undefined ừ, vẫn là do it hoặc là a là một cái empty string ừ, vẫn là do it đó. thì trong quá khứ là tôi có viết một cái hàm có nghĩa là tôi tôi kiểm tra cái sự tồn tại của một cái thuộc tính trong một cái object và tôi uh, gặp một cái lỗi này tôi mắc phải mấy cái lỗi này và tôi khắc phục bằng cách là sử dụng cái thuộc tính hash property muốn tôi chia sẻ với anh em để anh em tránh mắc lại cái uh, cái lỗi này và anh em lưu ý á, thì cái những cái giá trị á, mà nó có giá trị nhưng mà khi kiểm tra trong cái statement if nó dẫn trả về false á, đó là empty string nè Null, nè, undefined nè, false nè, zero nè, đó. Đây là năm cái giá trị phổ biến khi mà trả về nó sẽ trong hàm if nó sẽ trả về false và nó sẽ không nhảy lèo lại này nó sẽ nhảy xuống l. Anh em lưu ý nha. Rồi, cái chia sẻ hôm nay của tôi chỉ ngắn gọn bao nhiêu đây thôi. Cảm ơn anh em nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em.